Hello mọi người nha, mình là Em Kiên, hay còn biết đến với là YBY1. Hiện tại Em Kiên đang livestream ở kênh YBY1 và giờ livestream của Em Kiên là 8 giờ đến 12 giờ tối. Thành tích cá nhân mà Em Kiên đã được cao nhất từng đạt được sẽ là top 3 thế giới. Xin kính chào quý bạn và các vị đang theo dõi ngày thi đấu cuối cùng của chung kết thế giới mùa 8.5. Đây là con Turan cầm bóng rồng, lượng sắt không phải quá nhiều đến từ một chiếc giáp lửa đâu. Bên trên Turan đang cố gắng dí vào một con dao Suba sao của nó nằm xuống rồi. Tep đang cố gắng tích từng cổng đào để mà chơi với cả những sát thương khác. Mình thấy mò đỡ một chùy thôi, sát thương quá lớn, đó hoàn toàn đủ. Và lượng máu này tôi tin là sẽ đi luôn, và đó là âm 4 máu dành cho Replay. Như vậy là em thôi cũng nằm lại luôn cho mình ở vị trí top 3, và anh chàng EB ngạo nghễ Việt Nam của chúng ta giành được cho mình game đấu top 1 ở trận đấu thứ 3 này. Và đây các bạn có thể nhìn bảng điểm tổng của chúng ta, đại diện đến từ khu Việt Nam có cho mình là vị trí thứ 3, đó chính là EB1, chàng trai trẻ sinh năm 2004 thuộc clan FVM. Anh ta đã có cho mình một màn thể hiện thực sự là xuất sắc ở vòng chung kết lần này với vị trí thứ 3. Em yêu thích ở bộ môn tổ chức dân lý chắc sẽ là sự linh hoạt và cách phải suy nghĩ bài để khi nào bài mình có thể đạt được mạnh nhất có thể. Giải đấu tổ chức dân lý thì Em Kiên thấy hiện tại thì đang khá vận hành, khá là ok. Còn một kỷ niệm ý với Em Kiên đáng nhớ nhất liên quan đến tổ chức dân lý chắc có thể là sự kiện đấu trường hỗn chiến vừa rồi ở TFT Set 12 ạ. Phong cách chơi và thi đấu chủ yếu của em thì sẽ là đánh up cấp, nhưng mà khi mà một meta đánh reroll thì anh em vẫn phải thích nghi thôi. Nhưng mà đến bàn đấy mà chọn thì em sẽ thích đánh up cấp hơn ạ. Để chơi phong cách này thì anh em cần hiểu chất tướng và anh em phải hiểu game nha. Kata tốt, chắc chắn turn này win, không thể là thua được. Kata giết hết bên phải rồi, không bao giờ thua được luôn, được chưa? Chắc chắn luôn đấy, thua thì game nhái. Tốt. Tốt một NA tốt. Lời khuyên mà em muốn gửi cho các bạn cờ thủ nếu muốn cải thiện điểm xếp hạng của họ thì nên xem em, là em nghĩ là sẽ gọi là lên được điểm thôi ạ. Điều mà em nghĩ em có thể đạt được kích tốc cao hơn mọi người thì chắc là em nghĩ là gọi là tâm lý này và thêm một chút sự may mắn thôi. Còn khi mọi người mà có sự may mắn hoặc là tâm lý ổn định như em thì em nghĩ là mọi người đều có thể gọi là được thành tích tốt cao ạ. Người gọi là truyền cảm hứng cho em nhất thì chắc là sẽ là anh Ken, xong rồi là để anh Steel. Nếu mà ngày xưa thì chắc là chỉ có anh Steel live stream thôi. Còn người mà gọi là giúp em Kiên gọi là được đánh tích như bây giờ thì chắc là sẽ là anh Ken ạ. Qua em bận không xem được, mà tối nay thầy không đánh tiếp à thầy à? Không em ạ, hôm qua loại bao nhiêu người? Hôm qua lại 110 mấy người á em ạ. Anh cút rồi. Trận đấu em nghĩ mình đánh hay nhất chắc sẽ là trận đấu chung kết set 8.5. Chung kết của chung kết thế giới game 3. Đây chắc chắn là một cái lượng trang bị cực kỳ tuyệt vời, và đối thủ tiếp theo của anh ta sẽ là Replay. Liệu rằng EB1 có thể kết liễu luôn Replay trong cái đấu tiếp theo hay không đây, hoặc có thể đó sẽ là pha sấp đôi nếu như mà Enzo cũng để thua một chiếc bóng chẳng hạn. Giờ sẽ cùng xem nào. Đây là một bản thể chứ không phải là bóng đâu. Fiora được đưa ra để làm tấm chắn trước mặt của con bèo vẹt này, nhưng có lẽ là không ăn thua cho lắm. Đây là con Fiora cầm móng rồng, lượng sắt không phải quá nhiều đến từ một chiếc giáp lửa đâu. Bên trên Fiora đang cố gắng dí vào một con dao Suba sao của nó nằm xuống rồi. Tep đang cố gắng tích thành cổng đào để mà chơi với cả những sát thương khác. Mình thấy mò đỡ một chùy thôi, sát thương là quá lớn, đó hoàn toàn đủ. Và lượng máu này tôi tin là sẽ đi luôn, và đó là âm 4 máu dành cho Replay. Còn ở phía trên thì Enzo cũng đang chiến đấu, anh ta chưa xong và phải chờ sau một vài giây nữa. Đang diễn ra giao tranh rất lâu đến từ bài đấu của anh chàng Enzo. Như vậy là Enzo cũng nằm lại luôn cho mình ở vị trí top 3, và anh chàng EB ngạo nghễ Việt Nam của chúng ta giành được cho mình game đấu top 1 ở trận đấu thứ 3 này. Một trận đấu đào hầm và comeback ngoạn mục với nâng cấp thập tử nhất sinh của bản thân. Động lực để em thi đấu chương trình hiện tại thì chắc là có bạn gái của em. Người thân của em hiện tại thì bố mẹ của em cũng đang ủng hộ em việc livestream, cũng không gọi là có gì khó quá khó đâu ạ.
Em xin gửi lời cảm ơn đến các anh em viewer và các anh bình luận viên đã cổ vũ em trong suốt thời gian qua. Tôi là quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sau bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một mình được rồi cái khoảng trống. Mà niềm tin phù phẳng được dùng bất kỳ cảm xúc được để ôm sống. Để được buồn thôi mang tim màn đêm sân trên phê mi, ngày mai thường ngừng động đi một lần thôi. Cho sự yêu đuôi không ai thôi đổi em mong. Người lạ ơi, người đến an ủi tâm hồn tôi được không? Người lạ ơi.